Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Workman VSC. Ngày hôm nay Vũ sẽ giới thiệu đến anh em một bộ sản phẩm phù hợp cho anh em làm những cái công việc, những cái ngành nghề liên quan tới về những cái chi tiết nhỏ như là điện tử ha. Thì đây mình có bộ sản phẩm là 001305, cũng tới từ thương hiệu Workro. Thì đây là những cái bộ kiềm mini anh em có thể thao tác trên những cái thiết bị linh kiện điện tử. Đây, ngay sau đây Vũ sẽ chi tiết cái sản phẩm để cho anh em cùng được tìm hiểu nha. Thì đây là toàn bộ những cái chi tiết bên trong cái bộ sản phẩm này nha anh em. Thì đầu tiên thì mình sẽ có một cái túi vải như thế này. Thì bên trong thì có để là chất liệu là 100% polyester nha. Cái này túi này rất là dày ha. Đấy. Ở bên trong có những cái ngăn để mình để những cái dụng cụ này, để cho nó gọn lại như thế này nha anh em. Chút xíu nữa mình sẽ để vô cho anh em thấy ha. Thì chi tiết về sản phẩm thì ở đây mình có những cây lần lượt như sau, như cây kìm bằng, cây kìm răng nha, cây kìm cắt đây, cây kìm bằng nữa nè, đây cây kìm mỏ nhọn nè, còn đây là cây kìm cắt nè, này cắt chân linh kiện là thoải mái luôn nha anh em, cắt là sát luôn á. Thì cái thiết kế của cái những cái kìm mini này, chúng ta có thể thấy ở đây có một cái lẫy ha, nó giống như một cái lò xo, giúp mà mình khi mà mình bóp vô nó sẽ bung ra ha, bóp vào nó sẽ bung ra, nó giúp mình đỡ mỏi hơn thay vì mình phải làm như thế này ha. Để thiết kế rất ok. Thì cái cán cầm của cái cây quật rồ này thì nó sẽ được bọc cao su dày, để khi mà mình thao tác làm việc trong thời gian lâu á thì mình sẽ không có bị mỏi. Thì đây là toàn bộ những chi tiết bên trong, gồm 5 cây kìm ha, 5 cây kìm là cây kìm mini. Anh em nào mà làm điện tử hoặc là những nghề là liên quan tới những cái chi tiết nhỏ thì cái bộ này sẽ rất là phù hợp cho anh em. Thì cái việc lưu trữ của những cái sản phẩm này, quần rồ cũng đã tính là sẽ tặng cho mình một cái túi vải như thế này để anh em có thể gài vào. Anh em có thể gài vào như thế này. Gài vào như thế này. Đấy. Như thế này. Gài vào như thế này ha. Khi mà mình gấp gọn lại á. Đây có cái rất là gọn nha anh em. Nhìn rất là ok. Khi mà mình làm, mình kéo ra, mình làm rất là chuyên nghiệp. Đó, khi mình làm xong mình cất vào. Đây là một cái bộ mà mình nghĩ là sẽ phù hợp cho anh em làm những cái công việc như mà Vũ vừa mới nêu á. Ở đây mình sẽ thao tác thử một cây kìm để cho anh em thấy cái chất lượng của sản phẩm như thế nào. Thì dĩ nhiên những cái sản phẩm này là mình để dùng cắt những cái chân linh kiện nhỏ như tăng si to, IC. Nhưng mà mình đây mình test thẳng với cây kẽm này luôn ha. Rất là ngọt nha anh em. Coi nó mini vậy chứ nó có vỏ nha. Đây. Anh em có thể nghe. Thì vừa rồi Vũ cũng đã chi tiết cho anh em về cái bộ sản phẩm là kìm mini 5 chi tiết với mã sản phẩm là W001305 tới từng thương hiệu Workro. Thì cái bộ sản phẩm này sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình anh em làm việc hàng ngày nha. Thì mọi chi tiết về sản phẩm thì mình có để bên dưới phần mô tả của video này. Thì anh em nào muốn biết thêm thông tin thì anh em cứ click vào những cái đường link bên dưới thì anh em sẽ biết rõ về chi tiết của những cái sản phẩm này của bên mình đang phân phối ha. Thì chúc anh em có những ngày làm việc hiệu quả cùng với những sản phẩm độc đáo và đa năng đến từ Workro. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.